Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, mới đây, một bệnh nhân COVID-19 tại bệnh viện đã mang theo đồ đạc cá nhân để bỏ trốn, dù là vẫn đang trong quá trình điều trị. Cụ thể, trường hợp này là một người đàn ông sinh năm 1966, địa chỉ tại xã Hiệp Cường, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Bệnh nhân có tiền sử sơ gan cổn trướng, viêm gan B, uống rượu nhiều. Bệnh nhân có xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính ngày 5 tháng 12, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương điều trị vào cùng ngày, Hồi 3 giờ sáng ngày 8 tháng 12, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương phát hiện bệnh nhân đã mang theo đồ đạc cá nhân, mặc quần áo bệnh viện để bỏ trốn. Bệnh viện đã huy động lực lượng để tìm bệnh nhân. Cùng với đó, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cũng đã thông báo cho Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hưng Yên và Công an thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công an xã Kim Trung về trường hợp này để cùng phối hợp giải quyết.